xin chào tất cả các bạn các bạn đang theo dõi tiết học vocabulary ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề daily routine bên cạnh những hoạt động cơ bản mà hầu hết chúng ta vẫn làm mỗi ngày từ sáng đến tối như ăn ngủ nghỉ còn nhiều những hoạt động cụ thể hơn vẫn đang chờ chúng ta để khám phá trong video ngày hôm nay mọi người nhé alright let's get started một câu hỏi các bạn sẽ thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 1 đó là Do you like to get up early? Các bạn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Thầy ví dụ nhé. Do you like to get up early? No, I'm not someone who enjoys getting up early in the morning because I usually stay up late. What do you think? Is that a good answer, everyone? Not really, right? Câu trả lời vừa rồi đã lặp lại cụm từ get up early trong câu hỏi. vậy để nâng cấp từ vựng của mình chúng ta hãy sử dụng những cụm từ sau để tả những người thích dậy sớm ví dụ như là an early bird hoặc là a morning person. Thầy ví dụ nhé. I'm an early bird. I usually wake up about 5 a.m. Now bây giờ các bạn thử đặt một câu tương tự với cụm từ a morning person mọi người nha. Vậy nếu các bạn muốn trả lời thêm lý do vì sao mình thích dậy sớm, ví dụ như cảm thấy làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng, thầy có tính từ productive, productive nghĩa là năng suất. Ví dụ nhé, my time spent in the office was very productive. Tương tự cụm từ stay up late trong câu trả lời vừa rồi Chúng ta có một cụm từ tương tự đó là a night owl Ám chỉ những người thường xuyên thức khuya Ví dụ này I was a night owl when I was younger But these days I rather go to bed early Nếu thường xuyên thức khuya, ban ngày sẽ thích ngủ nướng đúng không? Vậy ngủ nướng tiếng Anh là gì nhỉ? Đó là sleeping sleeping Các bạn để ý cái nối âm ở đây nhé Hoặc là lie in cũng được các bạn nha. Thầy ví dụ này It was a Sunday So I could lie in till almost lunch time Nào, bây giờ chúng ta hãy áp dụng những từ vựng vừa rồi Và trả lời câu hỏi đầu trong video giúp thầy mọi người nha Alright, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số hoạt động đặc trưng khác trong ngày mọi người nha Ví dụ này, đối với các bạn nữ đúng không? Thì chúng ta hay trang điểm Trước khi ra ngoài đúng không mọi người? Thì chúng ta có cụm từ put on makeup. Ví dụ nhé, I usually put on makeup before leaving for work. Put on là một động từ rất là hay và có thể sử dụng trong rất là nhiều trường hợp. Các bạn có thể sử dụng put on something hoặc là put something on đều được các bạn nha. Ví dụ này, put on clothes nghĩa là mặc quần áo đúng không? Nào, chúng ta hãy đặt giúp thầy một câu với cụm từ này được không mọi người? Ví dụ của thầy sẽ cụ thể hơn một xíu. Thầy đã mặc áo vest trước khi ra ngoài đúng không? I put on my suit before I went outside. Ngoài việc đi học, đi làm, một hoạt động không thể thiếu trong thời gian biểu của chúng ta đó là làm việc nhà đúng không? Ngoài do housework, các bạn còn biết cụm từ nào đồng nghĩa không nhỉ? Đó là do household chores, cũng là làm việc nhà đúng không? Nào, chúng ta nhớ cái từ này ấy, sẽ để dạng số nhiều Các bạn nhớ giúp thầy nhé Ví dụ này I do all household chores Why he just does the dishes now and again Một số công việc nhà có thể kể đến như Quét và lau nhà Thầy có hai động từ Đó là sweep Đó là quét đúng không? Và mop Lau đúng không mọi người? Vậy quét nhà Lau nhà này gọi là gì nhỉ? Cùng trả lời cho thầy biết nhé À, chúng ta chỉ cần thêm danh từ the floor sau hai động từ trên. Ví dụ, sweep the floor hoặc là mop the floor. I don't have to sweep and mop the floor every day. Sau khi quét dọn thì chúng ta sẽ cần đi đổ rác đúng không mọi người? Đó là take out the garbage. Ví dụ, she is the kind of person who puts on makeup to take out the garbage. Các bạn nữ nào có giống vậy không mọi người? Một công việc khác đó là gấp quần áo đúng không? Fold clothes Cất quần áo sẽ là put away clothes Thầy ví dụ nhé Have you folded and put away your clean laundry? Trong câu vừa rồi đúng không? Thì thầy không dùng từ clothes mà dùng từ laundry Nghĩa là quần áo đã giặt xong đúng không mọi người? Bên cạnh việc nhà có chút vất vả vừa đề cập bên trên đúng không? Thì chúng ta có một vài hoạt động mang tính thư giãn, giải trí hơn Ví dụ này, có bạn nào ở đây nuôi chó, nuôi mèo không mọi người? Vậy thì không thể thiếu hoạt động cho boss của chúng ta ăn, rồi đúng không mọi người ha? Thầy sẽ có động từ feed cho ăn đúng không? Ví dụ cho thú cưng ăn chúng ta sẽ có là feed pets. Nếu muốn nói cho chó hoặc là cho mèo ăn chúng ta chỉ cần thêm danh từ sau động từ feed thôi mọi người. Thầy ví dụ nhé. Have you fed the cat yet? Cho ăn xong đúng không? Thì chúng ta thể dắt chúng đi dạo này. Thầy ví dụ nhá, dắt chó đi dạo sẽ có tiếng Anh là walk the dog. Every day I walk my dog in the park. Nếu đi dạo một mình thì sao mọi người? Walk, đi dạo. Không đúng không? Các bạn có thể dùng cấu trúc go hoặc là come for cộng với một danh từ vừa đề cập bên trên đúng không? Thường sẽ là một cái hoạt động giải trí. Ví dụ này, đi dạo đúng không? Go for walk. Hoặc là Go for a stroll. Let's go for a walk before it gets too hot here. Hãy đi xe đạp. Go for a bike ride. They went for a bike ride along the river bank. Tương tự này, nếu mà đi chạy, đi ăn hay đi uống, chúng ta sẽ có các cụm từ như nào nhỉ? Hãy trả lời giúp thầy mọi người nha. Chúng ta có đáp án lần lượt là go for run, go for meal và go for drink. Hoạt động tiếp theo mà bản thân thầy rất là thích làm đó là tập gym. Có bạn nào biết từ này gọi là gì không nhỉ? Go to the gym. Nâng cấp từ vựng của chúng ta thêm một xíu nhé mọi người nhá. Đó là hit the gym. Hit the gym. Ví dụ này. I hit the gym two or three times a week. Alright, vậy tổng thể lại các hoạt động trong ngày đúng không? Các bạn có thể miêu tả routine của mình như thế nào đây nhỉ? Sẽ linh hoạt theo đổi theo ngày hay là cố định từ ngày này sang ngày khác mọi người ha? Chúng ta có hai tính từ để thể hiện điều này Đó là flexible Flexible, linh hoạt đúng không? My schedule is quite flexible I could arrange to meet you any day next week Trong câu vừa rồi có từ schedule nghĩa là kế hoạch công việc cần làm, đồng thời với là timetable, thời gian biểu được dùng trong tiếng Anh đúng không? Và có động từ arrange, sắp xếp lên kế hoạch. Thầy ví dụ nhé. I try to arrange my work so that I can have a couple of days off next week. Tính từ thứ hai trái nghĩa với flexible đó là fixed. Fixed nghĩa là cố định đúng không? ví dụ nhá, I have a fixed bedtime routine trong bài học hôm nay chúng ta đã học thêm một số uh, những cái cụm từ động từ chỉ hoạt động và các danh tính từ để miêu tả một ngày sinh hoạt của mình rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại với thầy mọi người nhá an early bird an early bird a morning person a morning person productive productive, a night owl, a night owl. sleep in, hay có thể là lie in. put on makeup, put on makeup. put on clothes, put on clothes. do household chores, do household chores. sweep, sweep. mop, mop take out the garbage take out the garbage fold clothes fold clothes put away clothes put away clothes feed feed walk the dog walk the dog go for a bike ride right. go for a bike ride right. Go for a walk. Go for a stroll. Hit the gym. Hit the gym. Schedule. Schedule. Arrange. Arrange. Flexible. Flexible. Fixed. Fixed. Để nhớ các từ vựng vừa rồi lâu hơn, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện nói và viết để áp dụng chúng mọi người nhé còn bây giờ thầy alex chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau